thực hành làm trang web. Hãy phân biệt với lập trình web nhé. Ở đây là chúng ta làm các trang web thôi. Cái chủ đề này thì có những đặc điểm gì? Thứ nhất là nó có một bài lý thuyết 3 tiết. Ngoài ra thì tiếp theo đó là có 5 bài thực hành 11 tiết. Thì 4 bài thực hành mỗi bài 2 tiết và bài cuối cùng là bài thực hành tổng hợp là 3 tiết. Cái yêu cầu cần đặt thì nghe qua thì có vẻ rất đơn giản. Tức là phải tạo được các trang web có tiêu đề, có biểu tượng, thế vân vân. Nhưng mà với cái điều kiện là không đòi hỏi cái người làm trang web phải có kiến thức về HTML, CSS hay là JavaScript, không đòi hỏi có kiến thức chuyên sâu công nghệ thông tin trong cái lĩnh vực này, mà tạo được trang web có tiêu đề, có biểu tượng, có nội dung văn bản, hình ảnh. Nghe đây thì thấy rằng là các cái yêu cầu về trang web có vẻ tương đối đơn giản. Nhưng mà tiếp theo nữa thì là phải có biểu mẫu thì vấn đề bắt đầu phức tạp. Có biểu mẫu tức là có các cái form giao diện tương tác giữa người dùng với trang web. Mà đã đặt ra cái việc tương tác giữa người dùng với trang web thì nó sẽ có vấn đề đằng sau đó, tức là người ta tương tác xong, người ta chọn đáp án A, B, C, D xong thì làm sao anh biết được cái nội dung tương tác của người ta, tức anh phải nắm bắt được cái dữ liệu sau cái tương tác đó, là vấn đề trở nên phức tạp. Thế đòi hỏi phải có bảng chọn, tức là các cái menu thực đơn có liên kết, có bảng chọn, có liên kết, có nghĩa là không phải một trang web mà là nhiều trang web. Nói tóm lại cái yêu cầu này phân tích kỹ ra thì nó không đơn giản, mà nó là một cái yêu cầu làm một website nhé. Website đó là có gì, có biểu mẫu này, có bảng chọn tức là có thực đơn, có liên kết vân vân, mà lại không được dùng kiến thức về HTML, CSS và JavaScript. Phân tích những yêu cầu này thì chúng tôi nhận thấy như sau. Cách tiếp cận của chúng tôi là gì? Chúng tôi đặt vấn đề rằng là chủ đề học tập này phải có tính thực tiễn cao. Có tính thực tiễn cao có nghĩa là gì? Sau khi học trình học xong thì phải có khả năng làm được các trang web phục vụ cho mục đích cá nhân, mục đích tập thể trong cái công việc học tập và trong cái cuộc sống. Tính thực tiễn cao đòi hỏi thêm ở chỗ là thể hiện ở thêm chỗ nào là trang web phải được xuất bản trực tiếp một cách dễ dàng lên internet để người dùng có thể tương tác. Sau đó nữa là cũng từ thực tiễn thôi. Trong thực tiễn ngày nay khi làm một website thông thường bao giờ cũng có một nhóm làm việc, trong cái nhóm đó sẽ có những người làm chuyên về mỹ thuật, thường là các họa sĩ, có những người về tổ chức cái bố cục nội dung, có người lo làm chuyên về nội dung là chuẩn bị bài viết hình ảnh vân vân. Vì vậy cho nên có thể nói rằng cái chủ đề này chúng tôi đặt ra yêu cầu là học sinh phải có khả năng cộng tác với nhau trong cùng một nhóm để cùng xây dựng các trang web. Có nghĩa là chúng tôi chú ý đến việc là đến cái chuyện làm việc tập thể trong một nhóm. Dựa trên những cái cách tiếp cận và những yêu cầu đặt ra như thế thì chúng tôi quyết định sau khi phân tích hàng loạt các cái phần mềm khác nhau thì quyết định là dùng cái phần mềm Google Sites của Google. Ở đây nó là một cái ứng dụng trong hệ sinh thái hết sức đa dạng của Google, bao gồm Drive, Form tức là biểu mẫu, photo, bảng tính, bản đồ, vân vân. Thế thì Google Sites nó có cái đặc điểm là thế nào? Người sử dụng nó không cần phải cài đặt gì hết, không cần phải cài đặt gì lên máy tính cá nhân của mình, mà chỉ cần làm cái việc là có được một cái tài khoản Google, mà cái việc đó là tương đối dễ dàng. Có được tài khoản Google thì có thể dùng được Google Sites miễn phí hoàn toàn. Google Sites cũng có cái đặc điểm nữa là gì? Nó hỗ trợ, nó nằm trong hệ sinh thái của Google, cho nên là nó có thể liên kết được với Google Drive Form. Và vì thế cho nên là toàn bộ những gì chúng ta chuẩn bị làm trang web thì chúng ta có thể tải sẵn lên Google Drive. Ví dụ như các bài viết, các hình ảnh, các video clip chúng ta tải sẵn lên Google Drive. Và sau khi làm xong trang web thì cái trang web đó cũng được lưu lại thành một tệp ở trên Google Drive.
Và nếu chúng ta xuất bản lên Internet thì toàn bộ cái dữ liệu đang ở trên Internet đấy được đẩy trực tiếp lên Internet luôn. Và vì thế cho nên có thể nói là chúng ta không phải mất công chờ đợi tải một khối lượng lớn dữ liệu từ máy tính cá nhân của mình lên Internet. Đối với những phần mềm cài đặt trên máy tính cá nhân thì việc cài đặt cũng có nhiều người đã kêu là phức tạp rồi. Mà sau khi cài đặt xong triển khai lại trang web thì đến lúc mà tải cái trang web đó lên Internet thì thời gian tốn rất nhiều, mất rất nhiều thời gian. Chúng tôi đã thử nghiệm có thể mất đến 30 phút cho những cái trang web tương đối đơn giản với cái điều kiện là đường truyền tốc độ tốt. Bởi vì sao? Nó phải tải tất cả hình ảnh này, video clip này, văn bản này lên trên Internet. Và thêm nữa, có một điều mọi người ít chú ý là ngay cả các tệp phông chữ nó cũng phải tải lên Internet. Thế thì với Google Site thì sao? Với Google thì nó có một cái ứng dụng rất là nổi tiếng là Google Phone, thì Google đã làm rất nhiều các cái bộ phông chữ khác nhau, hàng nghìn cái phông chữ khác nhau hỗ trợ đủ mọi loại ngôn ngữ, và chúng ta có thể trực tiếp dùng các cái phông của Google đó, cho nên khi xuất bản Internet thì không cần phải tải gì lên nữa. Đấy là những điểm rất mạnh của Google. À, ngoài ra thì chúng tôi cũng đặt ra thêm cái mục tiêu về nâng cao khả năng tự học và kỹ năng thực hành của học sinh. Tại sao như vậy? Bởi vì rằng là cái khối lượng kiến thức để có thể sử dụng một cách linh hoạt hay là sử dụng khai thác hết các khả năng của Google Site là khối lượng nó rất nhiều và không thể nào có thể giảm hết cho học sinh được vì thời lượng chúng ta hạn chế. Vì thế chúng tôi sẽ chọn những cái nội dung điển hình giới thiệu trong cái bài giảng. Thế còn học sinh sau đó vận dụng những cái thông tin, những cái bài học điển hình đấy mà tự khai thác thêm các tính năng của Google Site, khai thác tìm hiểu hết và những yêu cầu về khai thác chi tiết các tính năng của Google Site như thế thì chúng tôi đưa vào phần vận dụng hay là phần bài tập. Đặc biệt là với phần bài tập thì có hướng dẫn chi tiết cái cách giải, tức là có cái đáp án chi tiết để học sinh có thể là khi cần có thể là tự mình học và thực hiện được những việc đó. Bây giờ đi vào chi tiết. Trước hết là bài lý thuyết thì cũng phải xin nói rằng là theo cái khung chương trình và các yêu cầu cần đạt thì không có yêu cầu nói về lý thuyết. Chủ đề này là chủ đề thực hành làm trang web, không yêu cầu nói về lý thuyết cả. Tuy nhiên sau khi cân nhắc chúng tôi thấy là phải có bài lý thuyết. Bài lý thuyết này có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là giới thiệu những đặc điểm chung của trang web, cần phải cho học sinh có được những hiểu biết nhất quán về những đặc điểm chung của trang web thì sau đó học sinh có thể làm được. Các trang web thì bao gồm có 3 phần: đầu trang, thân trang và chân trang. Phần đầu trang là bao gồm hình nền, những thông tin nổi bật như logo, tên trang, thanh điều hướng, tức là cái bảng chọn. Cái phần đầu đề của trang, phần đầu trang là nó có mục tiêu giống như trang bìa của cuốn sách nhằm thu hút tạo ấn tượng đối với người đọc trang web. Phần thân trang web là phần hiển thị các nội dung của trang web. Phần này có đặc điểm là gì? Nó được bố cục thành các khối hình chữ nhật. Mỗi khối trình bày một nội dung với tiêu đề riêng, với lại cái nội dung văn bản riêng. Ví dụ là hình ảnh chắc chắn là hình chữ nhật rồi. Tiêu đề cũng được trình bày thành khối hình chữ nhật. Rồi nội dung các bài viết hay tóm tắt các bài viết đều đều thể hiện ở dưới dạng các khối hình chữ nhật. Và vì vậy có thể nói là bố cục của cái phần thân trang web là bố cục các cái hình khối chữ nhật. Nghe thì có vẻ đơn điệu nhưng mà lại có rất nhiều cách bố cục các khối chữ nhật khác nhau, bởi vậy nó tạo ra sự sinh động của trang web. Cuối cùng là phần chân trang web thì thường trình bày những thông tin về thương hiệu, bản quyền, thông tin liên hệ và những liên kết tới trang mạng xã hội khác. Thế thì cái phần này nó về cơ bản nó cũng giống như phần thân thôi, tức là có các cái khối nội dung hình chữ nhật và chúng ta đưa vào đấy các cái liên kết. Cho nên cái phần chân trang web với phần thân trang web thì không có gì khác nhiều với phần thân trang web cả, chỉ khác về cái nội dung mà sẽ trình bày trong cái phần chân trang web thôi. Đấy là những thông tin thương hiệu, bản quyền rồi là các cái liên hệ khác. Nội dung thứ hai trong bài lý thuyết mà chúng tôi muốn nói đến đấy là các bước chuẩn bị làm trang web. Nếu không hướng dẫn thì khi yêu cầu làm trang web, học sinh rất dễ sa vào những việc rất là cụ thể, ví như là vội vã là đi chuẩn bị các bài viết, thế rồi là chuẩn bị hình ảnh vân vân.
Thế nhưng thực ra ra mà nói thì cần phải hướng dẫn học sinh thấy rằng việc làm trang web là bao gồm 3 bước. Là việc chuẩn bị làm trang web bao gồm 3 bước. Bước thứ nhất là định hình ý tưởng, bước thứ hai là thiết kế nội dung và bố cục, bao gồm cả thiết kế mỹ thuật. Bước thứ ba mới là bước chuẩn bị tư liệu, lựa chọn làm phần mềm. Lựa chọn phần mềm làm trang web. Định hình ý tưởng chính là việc xác định mục đích của trang web và các đối tượng người dùng, các lớp người dùng. Đấy. Thế những người dùng này chính là những người sẽ đọc cái trang web. Chúng ta cần phải phân tích những đặc điểm thị hiếu của người dùng, rồi cái nhu cầu về tin tức của người dùng, và từ đó mà đưa ra được các yêu cầu đạt về cả nội dung và mỹ thuật của cái trang web mà chúng ta muốn xây dựng. Đấy. Có được những yêu cầu như thế rồi thì mới sang cái bước thứ hai là xây dựng dàn ý nội dung và bố cục. Xây dựng dàn ý nội dung chính là xác định rằng là chúng ta sẽ nói cái gì trước, cái gì sau, cái gì là tiêu biểu, cái gì là liên hệ về sau. Và từ đó có được những ý tưởng về dàn ý nội dung rồi thì mới xây dựng cái bố cục được. Còn nếu không thì không thể xây dựng được bố cục. Về thiết kế mỹ thuật thì nếu mà dành nhiều thời gian thì có thể nói là nó thậm chí có thể là cả một giáo trình 45 tiết cũng được nhé. Vì nó là vấn đề rất rộng, nhưng trong cái sách giáo khoa này chúng tôi chỉ giới hạn ở cái mức độ hạn chế thôi. Đấy là những hướng dẫn về các cái bộ phông chữ, hướng dẫn về các cái bảng màu. Thế thì học sinh có được những kiến thức cơ bản về các bộ phông chữ, các bảng màu thì có thể làm được trang web. Chẳng hạn như thông thường sẽ chọn một cái bảng màu gồm khoảng 5 màu với độ tương phản là tương đối hài hòa. Thế rồi bộ phông chữ cũng độ khoảng 3 4 bộ phông chữ với các kích cỡ các khác nhau nhé. Ở trong trong đó trong sách giáo khoa thì có nói rất rõ, tức là các cái phông không có chân nhé thì được dùng trong trường hợp nào, phông chữ có chân thì dùng trong trường hợp nào, vân vân. Cuối cùng là việc chuẩn bị tư liệu và lựa chọn phần mềm. Ở cái bước thứ ba này thì sẽ là xây dựng logo này, lựa chọn ảnh nền này, xây dựng các cái trang ảnh này, bài viết này và các tư liệu khác. Còn cái phần mềm để xây dựng trong app thì chúng tôi nói từ đầu rồi là sẽ lựa chọn cái phần mềm Google Sites. Thế về đi sâu hơn, đi vào thực hành thì chúng tôi bây giờ sẽ không nói theo từng bài một nữa nhé. Cái bài đầu tiên tôi vừa nói rồi, nhưng các bài sau đây là bài làm phần đầu trang web này, phần thân và chân trang web này, làm form tức là làm biểu mẫu này, làm bảng chọn vân vân. Chúng tôi sẽ không nói theo cái kiểu từng bài như thế nữa, mà chúng tôi sẽ nói theo cái mạch của cái giao diện của cái phần mềm Google Site. Một khi mà nắm vững được các cái giao diện của phần mềm Google Site rồi sẽ thực hiện được nó một cách dễ dàng thôi. Các cái giao diện thì cần phải chú ý rằng là cái giao diện đầu tiên của nó là cái giao diện mở đầu thôi. Cái giao diện này thì nó có 3 phần. Dòng trên phần thứ nhất nó là chỉ có một dòng, nó là biểu tượng của Google Site. Thế rồi phía bên phải nó có cái biểu tượng để vào các ứng dụng khác của Google. Thế rồi có ô tìm kiếm. Cái phần thứ hai là phần để chúng ta có thể bắt đầu một trang web mới. Nếu một trang web trống hoàn toàn thì bấm một cái dấu cộng màu này. Còn nếu không thì có thể chọn các cái trang web mà có mẫu sẵn nhé. Có mẫu sẵn, có hỗ trợ rồi. Còn nếu không nữa thì có thể xem xét những cái trang web ở phần thứ ba. Đấy là những cái trang web mà đã được biên soạn gần đây. Đấy là cái giao diện đầu tiên thì nó chỉ đơn giản như thế thôi. Rõ ràng là cái mục tiêu chính của chúng ta là bấm vào cái dấu cộng ở phần thứ hai này để vào làm một cái trang web mới. Thế vào cái giao diện làm trang web thì phức tạp nhất chính là cái giao diện làm phần đầu trang web. Đây chính là giao diện làm phần đầu trang web. Giao diện này thì có rất nhiều cái giao diện con nhé. Chẳng hạn như là chúng ta nhìn thấy là có ở bên dưới này có thay đổi hình ảnh, có loại tiêu đề. Thay đổi hình ảnh là cái gì? À xin lỗi, trên cùng này tôi nói trước là cái, có cái dòng trên cùng gọi là trang web không có tiêu đề. Nhưng ở dưới này lại có tiêu đề trang, mọi người rất dễ lẫn lộn. Cần chú ý rằng cái dòng trên cùng nó dịch ra tiếng Việt là trang web không có tiêu đề, thì thực chất đây là cái dòng để chúng ta nhập vào cái tên tệp lưu trữ cái trang web mà chúng ta tạo ra. Mà tổng quát hơn đó là tên tệp lưu trữ các trang web, tức là website mà chúng ta sẽ tạo ra. Cái tệp lưu trữ này sẽ được lưu trữ ở trong Google Drive của người dùng nhé. Thế còn cái thực đơn bên dưới là thay đổi hình ảnh, thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta có thể chọn ảnh nền cho phần đầu trang web. Ảnh nền hiện nay nó đang là cái khung màu đen như thế này.
Chúng ta có thể chọn ảnh nền theo những cái cách khác nhau, tải từ máy tính cá nhân lên, hay là lấy những cái ảnh đã được tải lên sẵn ở Google Drive, hay là lấy trong cái kho đã được chuẩn bị sẵn của Google. Nếu chúng ta không có ảnh, có thể chọn một số cái ảnh có sẵn của Google. Thế còn loại tiêu đề thực chất là nó chỉ là việc thiết lập cái chiều cao cho phần đầu trang thôi. Nó có các loại tiêu đề như nào, dạng bìa, tức là gì, toàn cái tiêu đề này, cái phần đầu trang này sẽ chiếm toàn bộ cái trang màn hình, nó giống như là bìa của cuốn sách. Thế rồi là cái dạng nhỏ hơn là dạng chiếm 2 phần 3 màn hình, rồi dạng thông thường là chiếm 1 phần 3 màn hình. Còn dạng cuối cùng là có thể chỉ một dòng thôi. Chúng ta thấy là các trang báo điện tử hiện nay thì họ cũng hay dùng cái chuyện gọi là cái phần đầu trang là chỉ có một dòng. Đấy là trang báo điện tử dùng một dòng. Còn cái phần mà để hiển thị cái ảnh nền của điều này thì họ lại thường đưa vào đấy các nội dung quảng cáo để họ, họ tiết kiệm không gian và có được cái lợi nhuận từ quảng cáo. Thì tiếp theo là cái phần nhập tên trang web. Đây là chúng ta bấm vào đây, chúng ta có thể nhập tên trang web và sau đó chúng ta có thể vào cái thực đơn, nó gọi là thực đơn cài đặt hay là cái bảng chọn cài đặt. Ở bảng chọn cài đặt này chúng ta có thể tải lên cái logo logo của trang web. Đấy. Cũng có thể tải lên cái gọi là favicon, tức là cái biểu tượng được yêu thích. Thì cái favicon khác với cái logo ở chỗ là logo thì cho từng trang web, còn favicon thì có thể đại diện cho tập hợp các trang web, tức là cho cả một website. Tiếp theo là chúng ta có thể nghĩ đến việc là soạn cái mà nó ghi là tiêu đề trang này. Thì thực ra nó không phải là tiêu đề trang, nó không phải là một dòng mà nó có thể là nhiều dòng. À, bao gồm các cái dòng tiêu đề lớn, tiêu đề nhỏ và các cái chú thích hay là nó khác là tóm tắt, slogan của cái trang web. Mục tiêu là cho người ta hiểu được cái trang web này nói về cái gì. Thế thì khi bấm vào đây chúng ta sẽ thấy là có thể chọn tiêu đề lớn, tiêu đề chữ nhỏ hơn, tiêu đề phụ hay văn bản chữ nhỏ, nó có rất nhiều cái mẫu khác nhau. Thế rồi ngoài ra chúng ta có thể chọn phông chữ, có rất nhiều phông chữ. Tất cả các phông chữ của Google là được đưa vào đây. Rồi thiết lập cỡ chữ, thế rồi các kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới, thậm chí là chọn màu sắc cho chữ, rồi là gì? Thậm chí là chọn chế độ giãn dòng nhé, chế độ giãn dòng. Đấy, cuối cùng là đến cái vùng thực đơn ở góc trên bên phải này. Cái thực đơn này thì chúng tôi cũng nói luôn, nhiều sách khác thì người ta nói cuối cùng, chúng tôi chỉ nói luôn ở chỗ là vì nó có cái biểu tượng undo redo, tức là cái này quen thuộc rồi. Thì có biểu tượng xem trước, chúng ta làm xong cái phần đầu trang web chúng ta có thể xem trước, và việc xem trước này có thể là xem trên máy tính này, có thể xem trên máy tính bảng này, có thể xem trên điện thoại. Đấy. Thế rồi chúng ta có thể cái biểu tượng hình người dấu cộng này chúng ta có thể chia sẻ cho những người trong cùng một nhóm để họ có thể cùng tham gia soạn thảo, hay họ chỉ có thể xem thôi. Chúng ta có thể sao chép liên kết để ấn định cho cái chia sẻ đó. Thế rồi thêm nữa là chúng ta có thể công bố. Công bố ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là xuất bản trực tiếp lên Internet luôn. Google Site sẽ hỗ trợ cho chúng ta một cái site trên Internet để chúng ta xuất bản luôn. Và chúng ta mặc dù là nó phải có cái dính chữ Google vào đấy, nhưng mà thì chúng ta có thể xuất bản luôn trên Internet. Và lên Internet thì tất cả mọi người đều có thể vào tham gia vân vân, có thể tương tác với trang web đấy. Thì đấy là cái giao diện làm phần đầu trang web. Giao diện tiếp theo là giao diện các bảng chọn nằm cho dùng cho cái việc làm thân và chân trang web. Ở đây tôi cũng xin nói rằng là ví dụ như ở đây chúng tôi đã làm một cái phần đầu của trang web nhé, hoàn toàn bằng Google Site nhé. Chúng ta thấy là phần tiêu đề này là có nhiều dòng nhé, có tóm tắt nhé, vân vân. Tiếp theo là chúng ta cần phải nắm vững được ba cái bảng chọn chức năng gọi là chèn trang và giao diện. Cái phần ba cái bảng chọn này sẽ theo suốt cái quá trình làm phần thân và chân trang web. Đây nó có ba cái bảng chọn là chèn trang và giao diện. Thì ở cái bảng chọn chèn này chúng ta sẽ thấy rằng là nó có ba khu vực. Khu vực đầu tiên là khu vực là chọn chèn một cái văn bản, một cái hình ảnh, hay là chèn một cái thư mục trên Google Drive, hay là nhúng các cái mã nhúng.
Thế thì cái phần mà chúng ta tập trung nhiều hơn là cái phần thứ hai và thứ ba. Phần thứ hai này thì là các thành phần nội dung mà Google đã thiết kế sẵn cho chúng ta, thiết kế sẵn thành cái các cái kiến trúc gồm có một hình ảnh, hai hình ảnh hay là ba hình ảnh vân vân. Thế bên dưới này là trò chèn các cái nội dung có vẻ như là nó không standard lắm, nó không phải là một cái bài viết mà nó có thể là bản đồ, có thể là băng truyền hình ảnh, vân vân, thậm chí là biểu đồ ở bảng chọn trang. Vai trò của bảng chọn trang là vai trò để chúng ta có thể sử dụng nó làm các cái trang, làm cái trang của trang chủ, tức là tạo ra bảng chọn, tạo ra cái bảng chọn gồm nhiều trang con. Thế còn cái bảng chọn giao diện thì là gì? Là Google Site đã hỗ trợ sẵn cho chúng ta một số cái mẫu giao diện. Chúng ta có thể lựa chọn một trong số các mẫu giao diện này. Khi mà chọn, chúng ta sẽ thấy là cái giao diện nó sẽ thay đổi theo nghĩa là có thể màu sắc thay đổi, có thể phông chữ thay đổi, cỡ chữ thay đổi, vân vân. Nếu về đi vào chi tiết hơn, tôi lấy ví dụ như chèn một thành phần nội dung. Đấy. Chúng ta vào bảng chọn chèn, và nếu chúng ta muốn chọn chèn một cái khối nội dung bao gồm hai khối con, nha, chúng ta chỉ bấm vào đó, chúng ta sẽ thấy là ngay lập tức xuất hiện ở phần thân trang app cái nội dung như sau. Chúng ta có thể chèn ảnh bằng cách bấm dấu cộng này, có thể là chèn vào đây cái nội dung của cái tiêu đề của bài viết, rồi chèn vào nội dung của bài viết. Thế thì nếu như chúng ta bấm vào một cái phần chọn tiêu đề bài viết thì ngay lập tức nó sẽ sử dụng ra một cái khung văn bản để chúng ta có thể soạn thảo, đi kèm với đó là có thể chọn phông chữ, cỡ chữ, đậm nhạt hơn, tức là các cái giao diện hoàn toàn là quen thuộc với người dùng. Tiếp theo, nếu như chúng ta bấm vào cái phần chèn ảnh thì chúng ta có thể tải ảnh lên từ máy tính, lấy ảnh từ Google Driver hay lấy ảnh từ Google Photo. Thế rồi chúng ta có thể thay đổi kích thước, có thể di chuyển cái ảnh này. Đây, cái biểu tượng này thay đổi kích thước hay là di chuyển cái ảnh này. Thế thì đó có thể thấy là gì? Tất cả các thao tác để chèn vào các cái nội dung nó không quá phức tạp, nó tương đối quen thuộc với những học sinh mà đã từng học Word, đã từng học Excel, thì tất cả các giao diện này đều là quen thuộc cả. Đấy. Cái vì vậy cho nên chúng tôi sẽ không đi sâu vào là cách chèn văn bản thế nào, cách chèn hình ảnh thế nào, cái đó nó quá đơn giản. Mà cái mà chúng tôi muốn học sinh phải khai thác được, phải tìm hiểu thêm, phải sáng tạo thêm, đấy là chính là tạo ra được các kiến trúc nội dung mới, sinh động và thu hút. Thế thì chẳng hạn như trong phần bài tập, chúng tôi có yêu cầu là hãy tạo ra một cái khối nội dung có hình dạng như cái hình này ở đây mà chúng ta thường thấy trên 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 Internet, tức là có một cái phần nội dung nổi bật với hình ảnh lớn, chữ lớn, ở bên dưới là các tin tức thứ cấp, còn bên phải sẽ là một cái cột dành cho các ảnh quảng cáo. Thế ở cái bài tiếp theo thì chúng tôi sẽ nói đến cái việc là chèn vào một cái biểu mẫu như thế nào. Trước khi chèn cái biểu mẫu này thì chúng tôi cũng có nói đến cái việc là chèn một cái khối ở phần bên dưới ấy, đây trong cái phần phía khối thứ ba này là chèn vào bản đồ nhé. Thì chúng ta có thể chèn vào một cái bản đồ tương đối đơn giản. Thì đấy là một cái ví dụ điển hình. Còn học sinh sau đó sẽ phải chèn những cái nội dung khác. Ví dụ như là trong bài tập thì có thể yêu cầu chèn biểu đồ, yêu cầu chèn băng truyền hình ảnh, hay là có thể yêu cầu chèn các cái nội dung phức tạp hơn. Thế còn cái nội dung mà được nhấn mạnh ở cái bài tiếp theo, đấy chính là cái việc là chèn cái biểu mẫu. Để chèn được biểu mẫu vào trong cái Google Site thì trước hết là chúng ta sẽ phải làm được cái biểu mẫu, cái form bằng cái ứng dụng form của Google, tức là nó gọi là Google Form, chúng ta tạo cái biểu mẫu này. Thế thì vì cái khung chương trình không cho phép chúng tôi nói sâu về cái việc tạo Google Form, cho nên là sách giáo khoa cũng chỉ viết tóm tắt về việc tạo Google Form thôi. Khi trao đổi với các thầy cô giáo dạy ở trung học phổ thông thì các thầy nói là cái này học sinh nó cũng quen thuộc, không có gì khó khăn cả.
Thế vì vậy cho nên là chúng tôi cũng lướt qua cái việc này. Sau khi tạo được một cái view, tạo được một cái form, một cái biểu mẫu, ví dụ như là biểu mẫu tiếp nhận ý kiến phản hồi của người dùng, thì chúng ta có thể chèn cái form này vào thân trang web bằng cách là gì? Chọn cái chèn form và đưa cái form đó vào. Vấn đề còn lại cuối cùng đấy chính là việc là sau khi người ta tương tác với form rồi thì làm thế nào xem được dữ liệu tương tác của người dùng thông qua biểu mẫu. Thế thì hãy trở lại biểu mẫu Google Form và chúng ta sẽ thấy rằng là gì, Google hỗ trợ số lượng thống kê rất đỉnh. Chẳng hạn như là nó tổng kết thì chúng ta biết là đã có 3 câu trả lời, và đây là ví dụ cho nên chỉ có 3 câu trả lời thôi, chúng ta có thể nhiều hơn, nếu tương tác nhiều thì có thể hàng trăm câu trả lời. Thế thì có bản tóm tắt là nó thống kê rằng là các tỷ lệ trả lời câu như thế nào, bao nhiêu phần trăm là trả lời chọn phương án A, bao nhiêu phần trăm phương án B, C, D, vân vân. Thế rồi nếu mà muốn thì có thể bấm vào cái phần câu hỏi này, phần câu hỏi để xem chi tiết về từng câu hỏi. Thế rồi là bấm vào cá nhân để xem chi tiết là từng người một trả lời như thế nào. Thế còn trong trường hợp muốn xem tổng quát hơn, đầy đủ tất cả các thông tin chi tiết thì có thể bấm vào cái xem trong bảng tính, thì toàn bộ cái dữ liệu trả lời của người dùng với cái trang web là được thống kê trong cái bảng Excel này nha. Nó có cột số thời gian này, có các cái câu hỏi và câu trả lời rất là chi tiết. Thế thì cái này cũng có thể nói với các thầy các cô là gì, khi mà đưa một cái biểu mẫu vào trong một trang web, chúng ta có thể ấn định rằng là cái người dùng mà trả lời cái biểu mẫu đó buộc phải khai báo địa chỉ email của mình, địa chỉ Gmail của mình, phải có tài khoản trên Gmail. Vì vậy cho nên là các thầy các cô có thể dùng ngay cái ứng dụng này để tạo ra các trang web làm các bài kiểm tra giữa kỳ cho học sinh được. Mỗi một học sinh khi trả lời buộc phải dùng cái địa chỉ Google của mình, địa chỉ Google Mail của mình để vào. Vì thế thì các thầy các cô có thể biết rõ được em nào tên là gì, với địa chỉ mail là gì, đã trả lời các câu hỏi ra sao, và từ đó có thể tiến hành làm các thống kê chấm điểm vân vân. Về cái thực đơn tạo trang thì rất đơn giản, chúng ta chỉ việc vào bấm vào cái ba dấu cột dọc này để chúng ta có thể vào tạo thêm các cái trang con. Bấm vào chờ tạo thêm trang con thì chỉ việc khai báo tên của trang con và sau đó bấm xong. Chúng có thể tạo nhiều trang con, ví dụ tôi có thể tạo trang con 1, trang con 2, và vì vậy tôi có bảng chọn trang chủ. Bấm vào trang chủ sẽ có trang con 1, trang con 2, vân vân. Thế thì cái nội dung cho cái phần này thì tương đối ngắn gọn thôi, nhưng mà những cái chi tiết cần khai thác ở cái này thì lại rất nhiều. Vì tất cả những cái đó chúng tôi đưa vào trong bài tập. Ví dụ như là lỡ tạo trang con thứ nhất, trang con thứ hai rồi, nhưng mà về sau lại muốn đảo thứ tự lại, trang con hai lên bên trên, trang con một xuống dưới, thì có được không? Hay là phải xóa đi làm lại? Thì câu trả lời là được. Tất cả những cái chuyện đó chúng tôi đã đưa vào trong bài tập và có cái hướng dẫn đáp án rất là chi tiết, giúp cho học sinh có thể tự tìm hiểu thêm qua làm bài tập, tự tìm hiểu hơn và khai thác được hết tất cả các chức năng của Google Sites. Đây ví dụ đây là một số các bài tập mà chúng tôi đã giao cho đã đưa vào trong sách bài tập nhé. Về tùy chỉnh giao diện thì cũng rất đơn giản, nếu bấm vào giao diện chúng ta sẽ thấy có các mẫu này. Nếu các thầy các cô chỉ việc bấm vào từng cái mẫu một, đơn từ thay đổi từ đơn giản sang Aristotle Diplomat Vision thì đã thấy nó thay đổi, các cái màu sắc rồi, phông chữ rồi, cỡ chữ rồi. Đấy. Cho nên là rất dễ thôi. Thế chỉ có điều là gì, cần mình nhấn mạnh thêm là với mỗi một cái mẫu giao diện này thì họ lại cho phép chúng ta chọn tùy biến một màu. Đấy. Tùy biến màu. Chẳng hạn như là tôi dùng cái form cái giao diện là đơn giản, nhưng tôi chọn tùy biến cái màu này, cái màu thứ ba này tôi chọn thay đổi nó đi thành cái màu này. Thế thì cái việc mà chọn một cái màu sắc với cái bảng chọn màu thì tôi nghĩ rằng nó cũng không có gì phức tạp cả, nó rất giống với lại một loạt các cái phần mềm về đồ họa mà trước đây học sinh đã dùng, cho nên phần này tôi nghĩ cũng hết sức dễ dàng đối với học sinh. Thế thì đấy, vậy thì cái bài thuyết trình của tôi hôm nay về cái phần làm trang web thì là dừng lại ở đây. Thời gian rất là ngắn, tôi đã nói trong vòng là 25-30 phút gì đó nha. Thế thì cảm ơn các thầy các cô đã lắng nghe. Chúc các thầy các cô là mạnh khỏe và thành công trong công tác. Tiếp theo đây
Thì thầy Đào Quyên Quốc sẽ nói tiếp cái phần của buổi sáng hôm nay, phần cuối của buổi sáng hôm nay. Rồi, xin chào. Kính chào các thầy các cô. Tôi sẽ làm tiếp phần của thầy Hải với hai nội dung, hai nội dung này thuộc chuyên đề học tập của định hướng tin học ứng dụng trong bộ sách kết nối tri thức của cuộc sống. Cũng phải nói rằng là từ đầu tới giờ thì tất cả các tỉnh đều dùng tới 2 ngày để tập huấn chương trình này. Riêng thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ làm có 1 ngày. Do đó nếu chúng tôi không nói được kỹ thì xin các thầy cô cũng lượng thứ vì thời gian là ít hơn 2 lần. Và trước hết thì tôi xin nói về chuyên đề thứ nhất trong bộ sách giáo khoa kết nối tri thức cuộc sống theo định hướng tin học ứng dụng. Thì chuyên đề này có tên là thực hành sử dụng phần mềm quản lý dự án. Sau đó thì phần thứ sau sau đó thì tôi sẽ trình bày tiếp cái chuyên đề thứ hai là chuyên đề bảo vệ dữ liệu và cài đặt phần mềm. Còn chiều nay thì các thầy cô sẽ nghe tiếp chuyên đề thứ ba của thầy Thứ về phân tích dữ liệu dùng Excel. Thế thì đối với tôi cũng tin là các thầy cô không ai còn lạ gì khái niệm của dự án, cái tên, cái thuật ngữ về dự án. Chúng ta gặp rất nhiều những cái công việc mà có tính chất của dự án như thế, ví dụ như là làm cái phần mềm, làm cái nhà hoặc là xây dựng một cái website vân vân. Thế nhưng mà cái chính xác ấy, thì cũng phải nói là dự án nó là một cái công việc mà nó có thể có nhiều, nói chung là có nhiều hạng mục và nó phải có một số các cái dạng mục. Thứ nhất là nó phải có cái sản phẩm mục tiêu, tức chúng ta phải làm được cái gì với những cái yêu cầu nào đó. Chẳng hạn đối với phần mềm thì có thể là các chức năng và chất lượng. Đối với cái nhà thì chúng ta đã rõ nó phải là như thế nào rồi, nó phải theo cái bản vẽ nào đó. Và đặc điểm của các dự án đó là nó phải thực hiện trong một thời hạn nhất định, không có dự án nào là vô thời hạn cả, và nó thực hiện trong cái nguồn lực hạn chế. Về nguồn lực đây có thể là về con người, về tài chính và các cái phương tiện cũng như là nguyên vật liệu chẳng hạn. Thế thì các cái dự án ấy, có những dự án rất đơn giản nhưng có những dự án rất phức tạp. Ví dụ như dự án sản xuất một cái máy bay chở khách chẳng hạn, thì nó đến hàng trăm ngàn hạng mục, hàng trăm ngàn chi tiết, và cái việc quản lý dự án làm thế nào cho cái sản phẩm được ra đúng hạn trong cái định mức về nhân lực và tài chính cũng như nguyên vật liệu cho phép và đảm bảo chất lượng, đấy là một công việc không phải dễ dàng gì. Và vì vậy thì chúng tôi cho rằng là cái việc mà chương trình tin học lớp 12 chọn cái chuyên đề học tập là chuyên đề dự án là một cái vấn đề tôi nghĩ là rất là ổn. Ở chỗ là công việc này là nó sẽ mang lại cho các em một cái hiểu biết về một cái công việc sử dụng tin học trong tương lai. Thế thì vì cái việc quản lý dự án nó có thể phức tạp. Do đó cái việc quản lý dự án nó cần phải dùng phần mềm. Cái quản lý dự án nó cần phải điều phối nguồn lực, kiểm soát tiến độ và giám sát được sản phẩm. Thế thì phần mềm quản lý dự án, nếu tôi nhớ không nhầm thì bắt đầu có từ năm 1985 cái sản phẩm là Microsoft Project, nhưng sau này thì có đến hàng vài chục cái sản phẩm phổ thông khác. Thì cái việc mà chọn phần mềm nào, đó là một cái thứ mà một cái nội dung chúng ta cần phải quan tâm. Thế nếu có thầy cô nhìn qua cái yêu cầu của chương trình phổ thông lớp 12 về cái phần quản lý dự án thì các thầy cô sẽ thấy nó có một số các yêu cầu như thế này. Ví dụ như là phải đặt được tiến độ cho cái nhiệm vụ. Thực tế là trước hết chúng ta phải xác định cái dự án trước là gồm có những cái nhiệm vụ nào, sau đó chúng ta đặt tiến độ. Thế sau đó thì chúng ta mới phân bổ nguồn lực
và chi phí cho các công việc đó. Thế một khi đã dự án được xác định các hạng mục với tiến độ và nguồn lực thì lúc bây giờ mới bắt đầu có những vấn đề khác, ví dụ như quản lý nó như thế nào. Ở đây thì chúng ta sẽ tập trung vào quản lý tiến độ, còn những quản lý khác có thể nó rất đặc thù và có thể rất là khó khăn, không thể tập trung vào đây được. Ví dụ ở đại học, các cái trường đại học dạy môn công nghệ thông tin thì cái môn quản lý dự án phần mềm là một môn khá là dài phức tạp, và ở đấy thì cái quan trọng nhất là quản lý về cái chất lượng. Tất nhiên những cái vấn đề khác như tiến độ thì cũng cũng bình thường đã phải có rồi, nhưng mà khó khăn nhất là vấn đề chất lượng. Thế rồi một cái nội dung khác cũng được nêu ra trong cái chương trình này, đó là cái việc chia sẻ dữ liệu của thành viên và chuẩn bị được báo cáo. Và cũng có một cái yêu cầu khác là nêu được cái tính ưu việt trong việc sử dụng phần mềm quản lý dự án. Thì cái tính ưu việt này ấy, thì nó sẽ thể hiện chỗ hiệu quả chúng ta dùng nó như thế nào. Vậy thì phần mềm nào là phù hợp và cách tổ chức bài học như thế nào là phù hợp. Thế thì về phần mềm phù hợp ấy, thì chúng tôi sau khi lựa chọn thì chúng tôi chọn cái phần tên là Gan Project. Trước đó thì cũng thể nói là chúng tôi đã dùng một cái phần mềm khác là ClickUp, nhưng sau đó thì khi đã viết thành sách rồi ấy, thì chúng tôi cũng cũng đã tìm được phần mềm thích hợp hơn, đó chính là Gan Project, và chúng tôi cũng buộc phải thay. Thì các phần mềm này thì nó có mấy cái lợi này, tức là nó đáp ứng đầy đủ, nó có đủ các cái tính năng để đáp ứng cái yêu cầu cần đạt của chương trình tin học phổ thông. Cái thứ hai là mã miễn phí và mã nguồn mở. Như các thầy cô đã biết ấy, thì sách giáo khoa tin học kết nối thuộc bộ sách kết nối tri thức cuộc sống thì luôn luôn rất chú trọng đến tính thực tiễn và cái xu hướng của xã hội, xu hướng của công nghệ, đó là tăng cường sự mã nguồn mở. Không những là nó đảm bảo cho các thầy cô cái việc không phải trả tiền bản quyền miễn phí, mà các cái phần mềm mã nguồn mở thường là nó cái tính hoàn thiện của nó được 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 tăng cường rất là nhanh, vì nó do các cái cộng đồng phát triển. Ngoài ra thì Gan Project nó có một cái giao diện khá là đơn giản, và khi mà đã thành thạo Gan Project rồi thì chúng ta có thể sử dụng không khó khăn gì lắm với các cái phần mềm quản lý dự án khác. Có thể là Gan Project chức năng nó khá đơn giản, nhưng mà bắt đầu từ một cái đơn giản thì chúng ta sẽ tiếp cận nhanh hơn các phần mềm khác. Thế là cách tổ chức bài học thì chúng tôi cũng tuần tự đi theo các bước mà yêu cầu chương trình đã nêu. Trước hết là chúng ta phải chúng đó là có năm cái nội dung ấy, thì cái bài này ở cái sách giáo khoa sách cái chương trình cái bài cái chuyên đề này cũng sẽ gồm 5 bài học. Thì mỗi bài học này sẽ có một tiết lý thuyết và một tiết thực hành, và mỗi bài học thì nó giải quyết một cái yêu cầu cần đạt nêu trong cái chương trình đó, và được thiết kế tương ứng với một cái quá trình tạo lập và quản lý dự án trên thực tế. Từ đó là năm cái bài bài thứ nhất là chúng ta tạo lập một dự án. Bài thứ hai chúng ta thiết lập cái tiến độ dự kiến của dự án. Bài thứ ba chúng ta sẽ làm một vấn đề phân bố nhân lực và kinh phí. Bài thứ tư sẽ liên quan đến việc quản lý tiến độ dự án. Và bài cuối cùng thì chúng ta sẽ là tăng cường cái hiệu quả của dự án bằng cách để chia sẻ thông tin và lập báo cáo. Thế thì để thực hiện công việc này ấy, thì trong sách giáo khoa, trong sách chuyên đề học tập thì chúng tôi dùng một cái ví dụ xuyên suốt, đó là dự án xây dựng một cái video kỷ yếu của lớp lớp 12. Và có một cái nội dung khác được nêu ra trong gợi ý của chương trình, đó là dự án làm website cho lớp. Thì chúng tôi để cái dự án đó trở thành bài thực hành của học sinh. Còn để minh họa thì chúng tôi dùng cái dự án xây dựng video kỷ yếu. Thế đây là cái giao diện của cái phần mềm xây dựng ở của cái phần mềm quản lý dự án Gan Project đối với cái ví dụ xây dựng kỷ yếu lớp 12 A1 của ở đây thì các thầy cô có thể nhìn thấy là có rất nhiều thông tin trên cái giao diện này. Ví dụ như là thông tin này có những hạng mục nào, thì tất cái việc thiết lập những cái hạng mục của dự án được nêu trong bài số 1. Thế sau đó thì trong bài số 2 thì chúng ta sẽ thiết lập cái tiến độ của dự án bằng cách xác định cái thời gian bắt đầu và số lượng ngày hay là ngày kết thúc ấy, thì nó là hai cái số lượng phụ thuộc. Biết cái này thì sẽ biết cái kia, chúng ta gõ cái này thì nó ra cái kia. Và
cái đơn vị đo chúng ta lấy là ngày. Thế còn bài số 3 thì đã sẽ liên quan đến vấn đề chúng ta phân bổ nguồn lực cho dự án gồm nhân lực và tài chính. Ở đây thì phần mềm Gan Project chỉ chưa đến mức là có thể quan tâm đến vấn đề về về vật lực, ví dụ như là nguyên vật liệu hay là vấn đề sử dụng thiết bị. Ở trong một số các phần mềm quản lý dự án khác thì nó có cái điều này. Và bài thứ tư thì chúng ta sẽ quản lý cái quản trị cái điều hành dự án này về mặt tiến độ, thì chúng ta sẽ phải xác nhận những cái khối lượng thực hiện được của mỗi một hạng mục hàng ngày, để căn cứ vào đó chúng ta có thể biết rằng tập trung vào cái điều gì, rồi là có nguy cơ nào không, vân vân. Thì đấy là cái bài thứ tư. Còn bài thứ năm ấy thì đây ví dụ đây là giao diện của bài thứ năm, thì nó sẽ sinh ra cho chúng ta một loạt các cái báo cáo liên quan đến cái dự án. Thế thì khi giảng dạy cái này thì chúng tôi muốn là đi từ kiến thức, tức là phải có kiến thức lý thuyết, và đi đến sản phẩm thực hành. Như ban đầu chúng tôi nói là chúng tôi dùng một cái tiết lý thuyết và sau đó thì học sinh thực hành ngay trong cái tiết tiếp theo. Thế thì đối với bài thứ nhất về quản lý dự án phần mềm thì chúng ta phải xác định một cái dự án bằng cách chúng ta đặt cho nó cái tên, ví dụ video kỷ yếu, và nó có một cái đuôi tên là có một cái phần mở rộng của file đấy là GAN. Và sau đó thì chúng ta phải khai báo các cái hạng mục của dự án như là chúng ta nhìn thấy trên màn hình. Thế thì về lý thuyết thì chúng ta sẽ nói với học sinh những điều gì? Thứ nhất, chúng ta giúp học sinh nắm được công việc chính của quản lý dự án, tức là một cái tổng quan và của quản lý dự án và tính năng cơ bản của các phần của quản lý dự án nói chung. Sau đó thì chúng ta giới thiệu cái phần Gantt Project và cái lý do lựa chọn. Chúng ta cũng phải khuyến khích học sinh có thể tham khảo những phần quản lý dự án khác, mặc dù cái việc này thì cũng tất nhiên không phải là việc bắt buộc. Và chúng ta cần phải cho học sinh nắm được tác dụng của hai cái giao diện chủ yếu trong cái giao diện của phần mềm Gantt Project, đó là giao diện biểu đồ Gantt và giao diện resource chart, tức là biểu đồ về nguồn lực. Thế thì về thực hành thì về biểu đồ Gantt ấy thì chúng ta hình dung như này, cái biểu đồ Gantt ấy là cái biểu đồ nó trải các hạng mục công việc theo cái trục thời gian, theo cái trục của thời gian. Và như vậy thì chúng ta phải lập nên danh mục các công việc nhỏ, các cái hạng mục công việc, và sau đó chúng ta chỉ ra là mỗi cái hạng việc ấy nó được thực hiện từ bao giờ đến bao giờ. Và trong biểu đồ Gantt ấy thì không những là chúng ta nhìn thấy một cái bảng các cái công việc với các thuộc tính của nó, mà chúng ta còn có một cái minh họa bằng một cái biểu đồ. Thì chúng ta cũng biết là, tức là thực ra thì cái người quản lý người ta ít khi người ta mà cung cấp cho họ con số thì rất là bất tiện, bởi vì mỗi lần muốn hiểu xem là cái dự án nó ở đâu thì nhiều khi lại phải phân tích lại dữ liệu. Thì cái việc mà thể hiện một cái dự án dưới dạng cái biểu đồ nó làm cho người ta thấy ngay cái trạng thái của dự án lúc bây giờ, thì đó là một cái khả năng minh họa, cái chức năng minh họa là một cái điều rất quan trọng, đó chính là chúng ta nói về cái biểu đồ Gantt này. Thế thì ở trong đây thì có rất nhiều việc chúng ta phải làm, như là chúng ta nhập các danh mục các cái hạng mục, rồi bắt đầu đặt ra các cái thời gian cho mỗi một hạng mục, và sau này thì chúng ta phải cập nhật cái mức độ thực hiện công việc. Thế thì cái biểu đồ thứ hai là biểu đồ nguồn lực. Thì biểu nguồn lực ấy thì nó có bên phía bên trái nó là danh sách những người tham gia dự án, và mỗi người thì đi sau sẽ là danh sách các hạng mục công việc mà thực hiện. Thì phía bên phải chúng ta cũng có biểu đồ thời gian, theo đó thì những công việc này sẽ được trải ra theo thời gian của mỗi người. Và với cái việc thông báo trên biểu đồ này ấy, thì người ta cũng cảnh báo cho chúng ta một số cái việc, ví dụ như là cái người đó được giao việc có quá tải không. Ví dụ chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh đỏ, một cái dải đỏ có một cái số là 200%, thì cho thấy rằng là cái người này đã được phân công hai nhiệm vụ với yêu cầu làm 100% thời gian nhưng lại là thời gian trùng nhau, ví dụ thế. Hoặc là có những chỗ có thể nó cảnh báo là cái người làm việc là dưới cái mức độ
bình thường, chẳng hạn chúng ta chỉ giao cho làm một cái công việc rất là nhỏ nó thôi, ví dụ thế. Thế rồi ở bài 2 ấy, thì việc của chúng ta là thiết lập tiến độ dự án, thì chúng ta sẽ phải thiết lập tiến độ dự kiến, tức là thực ra chúng ta đang làm kế hoạch. Và ở đây thì như tôi đã nói là chúng ta sẽ đưa vào hai cái số liệu, và số liệu thứ ba sẽ được suy diễn ra, đó là ba số liệu, đó là ngày bắt đầu, ngày kết thúc và ngày và thời khoảng thời gian thực hiện. Thế thì về lý thuyết ấy, thì học sinh cần phải nắm được cái cách thiết lập tiến độ dự kiến của dự án, và chúng ta phải thiết lập cái sự phụ thuộc về thời gian của các nhiệm vụ trong dự án. Vì trên thực tế thì không phải là cái công việc nào cũng có thể thực hiện trong thời gian bất kỳ, bởi vì nó có những cái quan hệ về thời gian. Ví dụ chỉ có thể xây được tường khi mà chúng ta đã làm nền, làm móng, chỉ có thể là lập mái khi chúng ta đã xây được tường, ví dụ thế. Hay là trong cái ví dụ về làm cái video kỷ yếu thì cũng vậy thôi, có những việc chúng ta không thể làm ngay được, chúng ta chỉ có dựng phim xong khi chúng ta đã có tư liệu, ví dụ thế. Thì trong cái phần này ấy, chúng ta cũng thiết lập sự phụ thuộc vào cái nhiệm vụ trong dự án. Thì cái sự phụ thuộc này nó không phải chỉ có trước sau đâu, mà đôi khi nó có cả cùng bắt đầu hay là cùng kết thúc, vân vân. Thì có tất cả những cái đó thì trong cái hoàn cảnh cụ thể chúng ta phải nêu ra. Thế thì về mặt lý thuyết ấy, thì học chúng ta phải để cho học sinh biết được cái phần mềm Gantt Project này nó có thể hỗ trợ chúng ta xác định các cái tiến độ dự kiến như thế nào, xác định sự phụ thuộc của các công việc trong một cái hộp thoại, nó tên là cái hộp thoại task property, như là các thầy cô nhìn thấy phía bên tay phải màn hình. Thì học sinh sẽ biết được các kết quả, nó sẽ thể hiện trên cái biểu đồ Gantt, mà bên đây tôi nói là cái biểu đồ Gantt thì nó thể hiện cái công việc ở trên các cái trên trên trục thời gian. Thì đây các thầy cô có thể nhìn thấy là nó có những cái trong cái hội hộp thoại, nó có những task, nó có những tab như là những cái bảng như là bảng chung general, bảng về những công việc có thể đi trước một cái công việc khác, predecessor, rồi cái nguồn lực resource và cái custom column, tức là những cột nào chúng ta sẽ thể hiện trong cái biểu đồ Gantt đó. Và chúng ta cũng biết đầu bắt đầu chúng ta ở đây tôi có thể cho chúng ta phép chúng ta đặt tên, rồi chúng ta xác định cái kế hoạch về thời gian, có thể có mức độ ưu tiên, và có thể chúng ta thì đưa vào các cái thông tin về cái mức độ thực hiện tính theo tỷ lệ phần trăm. Ngoài ra thì có thể có cái liên kết với trang web giúp chúng ta có thể chia sẻ được thông tin về thiết lập dự án. Thế thì sau khi đã có công việc thì bài 3 sẽ tập trung vào phân bổ nhân lực và kinh phí dự án. Thì chúng ta sẽ phải nói ở đây là những cái công việc đó thì sẽ do những ai thực hiện, và thực hiện với một cái phân bổ kinh phí là bao nhiêu. Thì Gantt Project cũng là một cái phần mềm khá đơn giản, nó chỉ tính đến cái nguồn lực về 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 kinh phí đối với mỗi hạng một công việc, chứ nó không tính đến cái chi tiết hơn. Ví dụ như là khi mà thực hiện các cái công việc này thì mỗi một người tham gia sẽ được đánh giá như thế nào, trả bao nhiêu, thì có những phần mềm nó làm sâu sắc như vậy. Thế thì về mặt lý thuyết ấy, thì chúng ta sẽ phải làm cho học sinh hiểu rõ được cái việc phân bổ nguồn lực trong các quản lý dự án này. Rồi chúng ta biết được cái phần mềm Gantt Project nó sẽ hỗ trợ việc phân bổ nhân lực và kinh phí như thế nào, cũng như là chúng ta sẽ phải hiểu rõ về cái giao diện, cái cách đọc cái giao diện biểu đồ nguồn lực, đọc hiểu các thông tin trên biểu đồ này. Thì còn đến bài 4 là cái bài mà chúng ta bắt đầu thực hiện việc quản lý, ở đây chỉ là quản lý tiến độ dự án, không có quản lý tài chính, không có quản lý nhân lực, không có quản lý về chất lượng sản phẩm, mà chúng ta chỉ tập trung vào quản lý tiến độ dự án. Thì chúng ta sẽ có phải làm một cái việc là chúng ta xác định cái tỷ lệ phần trăm của mỗi hạng một công việc sẽ được làm thế nào. Thì các thầy cô có thể lưu ý rằng là phía bên cột đầu tiên ấy, thì chúng ta nhận thấy là nó có một số hạng mục công việc ở cái mức 2, mức 1 là mức nhóm. Thế thì chúng ta thực chất là chúng ta chỉ cập nhật cái tỷ lệ hoàn thành của các cái hạng mục công việc mức 2, còn ở nhóm thì sẽ được phần mềm xác định cách tự động. Về mặt thực hành thì đây là giao diện của quản lý tiến độ dự án. Thì chúng ta có hai cách để thiết lập các thông số trên biểu đồ Gantt.
Một là chúng ta dùng cái học thoại như ban nãy các thầy cô đã nhìn, hai là chúng ta có thể, và đấy, với cái học thoại đó thì nó sẽ, thì trên cái biểu đồ gan này, trên biểu đồ gan chúng ta sẽ nhìn rõ hết các thông tin kèm theo, ví dụ tên công việc, tỷ lệ phần trăm hoàn thành. Đồng thời thì nó cũng có những cái hình ảnh có ý nghĩa để chúng ta theo dõi, ví dụ như là cái vạch đen ở trong mỗi cái giải công việc, thể hiện công việc thì nó thể hiện cái tỷ lệ hoàn thành công việc. Mà sau đó thì chúng ta có thể điều chỉnh cái thời gian thực hiện trên biểu đồ ra. Ví dụ có những công việc trên thực tế chúng ta định là ngày này nhưng rồi chúng ta phải rời ngày, vân vân. Thì để rời ngày chúng ta có thể vào biểu đồ, vào cái hộp thoại của công việc ban nãy, hoặc là chúng ta thực hiện trực tiếp ở trên này. Chúng ta thực hiện rồi chúng ta cũng cập nhật được tiến độ thực thực tế thực hiện nhiệm vụ trên biểu đồ Gantt. Chúng ta có thể vào cái hộp thoại như ban nãy hoặc thể thực hiện trực tiếp ở trên cái biểu đồ này, chỉ dùng các con chuột chúng ta kéo cái băng đen ở giữa, cái giải đen ở giữa các công việc này để chúng ta điều chỉnh cái thời gian. Rồi thế còn điều chỉnh cái khối lượng công việc đã thực hiện. Còn nếu chúng ta muốn cập nhật cái thời gian thực hiện, chúng ta có thể kéo cả cái thanh công việc kia đi. Đây là cái tỷ lệ phần trăm khi chúng ta kéo cái thanh đen ấy, thì đồng thời nó cũng cập nhật luôn cái tỷ lệ phần trăm này. Được rồi. Đấy, ví dụ thế. Thế thì trong cái bài này ấy, thì về thực hành ấy, chúng ta sẽ thực hiện cái việc là điều chỉnh cập nhật thông tin về 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 thời gian thực hiện ngay trên biểu đồ Gantt. Ví dụ như là chúng ta trong cái hình thứ nhất ấy, thì chúng ta sẽ dê con trỏ chuột vào cái biên bên phải của biểu đồ Gantt để chúng ta định cái ngày kết thúc. Thế còn nếu như chúng ta muốn điều chỉnh toàn bộ các khoảng thời gian thực hiện thì chúng ta đưa con chuột vào, chúng ta dê toàn bộ các thanh ấy. Còn đối với cái cập nhật tiến độ thực tế thì chúng ta sẽ đưa con trỏ vào 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 cái băng đen nằm ở giữa và chúng ta dê đi. Đấy là những cách mà chúng ta có thể làm rất là nhanh. Thế thì về mặt lý thuyết ấy, thì chúng ta cần phải cho học sinh nắm được khái niệm và công việc cần làm để quản lý tiến độ dự án, và học sinh cần phải hiểu được thành phần và của các thành phần của biểu đồ Gantt và ý nghĩa của chúng. Thì đây là một cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy khi mà chúng ta điều khiển chúng ta quản trị cái dự án. Thì đây có một vài cái yếu tố mới nữa. Yếu tố thứ nhất nó là yếu tố là cái đường cơ sở, đường baseline. Thì nhiều khi thế này, lúc đầu chúng ta đưa ra một kế hoạch nhưng sau khi chúng ta dự án được thực hiện thì cái tiến độ thực tế nó khác với tiến độ chúng ta làm kế hoạch. Vậy thì chúng ta người ta cho phép chúng ta tạo ra một cái đường gọi là đường baseline. Thì đường baseline nó ghi lại cái nhiệm vụ trên cái nhiệm vụ kế hoạch. Nhưng nếu chúng ta mà làm thời gian thực hiện ngắn hơn thì cái đường baseline nó sẽ có cái màu xanh. Còn nếu chúng ta vượt quá cái thời gian chúng ta dự kiến thì đường baseline có màu đỏ. Và như vậy là chúng ta có thể quan sát được ngay lập tức cái tình trạng thực hiện có đúng tiến độ hay không của các hạng mục công việc một cách đơn giản, và có thể luôn luôn so sánh kế hoạch chúng ta đã đặt ra. Một cái thông tin khác mà chúng ta có thể thấy đây là nó gọi là đường găng. Thì các thầy cô có thể biết được cái đường găng thì nhiều khi có những người nhầm nó là đường gan, không phải, thực ra đường gan nó khác. Đường gan nó thường là cái critical path, hay là cái nhiệm vụ gan nó là critical task. Thì ở đây những có một trong các hạng mục công việc mà khi chúng ta đã định tiến độ thì có những hạng mục công việc mà nếu chúng ta bị chậm thì toàn bộ dự án chắc chắn sẽ bị kéo chậm theo. Thì những cái cùng nhiệm vụ nó là nhiệm vụ gan. Thì các nhiệm vụ gan nó sẽ phải nhân viên văn nó sẽ xếp thành một cái giải liên tục từ điểm đầu cho đến điểm cuối, thì những cái công việc găng nó tạo thành cái đường găng. Và như tôi xin nhắc lại, tính chất của đường găng là bất cứ một việc nào trên đường găng chậm thì toàn bộ dự án sẽ bị chậm, tức là bị xếp rất là chặt. Và ý nghĩa của đường găng ở chỗ là chúng ta sẽ căn cứ vào cái nhìn đường găng để chúng ta biết được rằng là phải tập trung để đảm bảo những cái hạng mục công việc nào dứt khoát là phải tuân thủ được tiến độ.
Còn những hạng mục nào mà không được găng thì nó có thể xây dựng một chút, nó cũng không ảnh hưởng gì. Thì trong cái giao diện của cái phần mềm quản lý dự án này ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy chủ yếu là hai cái giao diện về Gantt chart và giao diện resource chart. Thực tế thì những phiên bản sau thì họ có thể làm xuất hiện thêm cái giao diện về critical chart. Và ở đấy thì thực tế là thế này: nếu như các thầy cô nào đã từng quen biết với lý thuyết đồ thị và những cái thuật toán liên quan đồ thị, chúng ta biết cái thuật toán đường đi ngắn nhất, thuật toán Bistra trong đồ thị ấy, thì nếu như mỗi một cái mốc của các công việc này là một đỉnh của đồ thị, và các cái công việc là đường đi có hướng đi từ mốc một khởi đầu đến mốc kết thúc, thì toàn bộ cái dự án này có thể thể hiện bằng đồ thị, thì đường găng chính là đường đi ngắn nhất. Và người thực tế thì người ta tính toán, người ta cũng dùng cái cách như thế này. Thế thì bài 4 thì chúng ta sẽ lấy một tình huống là chúng ta sẽ lấy cái ví dụ quản trị dự án về xây dựng cái website đấy. Xin lỗi, xin lỗi, xây dựng cái video kỷ yếu. Và với cái ví dụ đó thì chúng ta sẽ đưa ra các tình huống, và mỗi một cái tình huống như vậy thì nó sẽ dẫn đến một cái sự thay đổi trên giao diện trên 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 màn hình. Ví dụ như là chúng ta có thể tăng thời gian, giảm thời gian, rồi là thiết lập baseline, vân vân. Thì chúng ta sẽ để cho học sinh nhìn thấy cái mỗi tình huống như vậy, chúng ta ra tình huống để học sinh có thể thực hiện, để thấy cái sự thay đổi trên màn hình như thế nào. Bài thứ năm là bài tăng năng suất, tăng hiệu quả phần mềm về quản lý dự án. Thì nó có hai cái nội dung: nội dung thứ nhất là chia sẻ dữ liệu trong nhóm, và nội dung thứ hai là tạo báo cáo tự động. Thế thì về lý thuyết chúng ta sẽ cho học sinh hiểu rõ hơn về cái việc chia sẻ dữ liệu và chuẩn báo cáo như thế nào. Chúng ta nhớ lại là có một cái chi tiết là chúng ta chỉ định cái size mà trên đó chúng ta có thể chia sẻ dữ liệu. Và ngoài ra thì chúng ta cũng phải cho học sinh nắm được cái việc sử dụng Gantt để hỗ trợ việc chia sẻ dữ liệu cũng như là báo cáo như thế nào. Thì ở trong cái phần mềm này nó sẽ có một cái chức năng tên là export. Thì khi mà chúng ta làm chúng ta chọn chức năng export này thì nó sẽ sinh ra một cái báo cáo. Báo cáo này có thể lưu lại dưới dạng một cái trang PDF hoặc là có thể in ra. Ví dụ như là trang thứ nhất là cái trang tổng quan về dự án, trang thứ hai có thể là cái trang về về các hạng mục công việc cũng như là phân bổ như thế nào, thì trang thứ ba có thể là biểu đồ Gantt, trang thứ tư có thể là biểu đồ nguồn lực, và các trang tiếp theo có thể là các cái báo cáo dự án, vân vân. Thế thì như vậy thì tôi đã trình bày với các thầy cô cái phần chung về quản lý dự án. Thì trong khi thực hiện thì các thầy cô có thể cho học sinh làm việc với một cái nội dung, một cái ví dụ khác, đó chính là cái ví dụ làm website. Làm website đây là cái ví dụ đã được ý trong chương trình. Vậy là tôi đã trình bày xong các thầy cô cái chuyên đề thứ nhất là chuyên đề về thực hành quản lý dự án. Và tôi xin chuyển sang cái chuyên đề thứ hai là chuyên đề về bảo vệ dữ liệu và cài đặt phần mềm. Thì đối với cái nội dung bảo vệ dữ liệu và cài đặt phần mềm thì tôi cũng cá nhân thì tôi cũng cho rằng đấy là một cái nội dung rất cần thiết, bởi vì nó cho học sinh những cái kỹ năng của cái và những cái hành trang mà những người làm sau này phải sử dụng máy tính sẽ phải sử dụng suốt đời. Thế chỉ có một cái chúng tôi thay đổi một chút là thế là về tỷ về về thứ tự. Thì thứ tự trong chương trình sẽ nêu cái phần bảo vệ dữ liệu trước và cài đặt phần mềm sau, thì chúng tôi đảo ngược lại, bởi vì sau này để bảo vệ dữ liệu chúng ta sẽ phải cài đặt một số phần mềm, cho nên chúng ta sẽ dùng cài đặt phần mềm trước. Thì cái chuyên đề này nó có 4 bài. Bài 6 là bài cài đặt và gỡ bỏ phần mềm, bài 7 là cài đặt hệ điều hành máy tính. Thì đây thì trong tài liệu có nói là cài đặt và gỡ bỏ hệ điều hành, thực ra hệ điều hành không có khái niệm gỡ bỏ. Chúng ta gỡ bỏ thì trên hệ điều hành chúng gỡ bỏ một phần mềm ứng dụng, chứ không có cái gì gỡ bỏ phần mềm hệ điều hành cả. Hệ bỏ hệ điều hành tức là hủy, hủy thì tốt nhất là format. Bài thứ ba là đảm bảo an toàn dữ liệu, bài thứ tư là bài thực hành bảo vệ dữ liệu. Thế thì cái việc cài đặt và gỡ bỏ phần mềm thì sẽ được thực hành trên môi trường của máy tính và môi trường di động, môi trường điện thoại di động.
Thì đối với máy tính, chúng ta thực hành cái việc cài đặt gỡ bỏ phần mềm trên môi trường Windows. Còn đối với hệ điều hành di động thì tùy theo học sinh nào có thiết bị di động thuộc chạy hệ điều hành nào thì sẽ thực hành trên cái phần mềm của cái hệ điều hành đó. Không nhất thiết phải thực hành trên hai hệ điều hành, cả iOS và Android. Thế thì đối với hệ điều hành Windows thì tốt nhất là các thầy cô demo việc cài đặt, sau đó demo gỡ bỏ và để cho học sinh thấy tất cả các bước như là tải phần mềm từ Internet, nếu mà chúng ta lấy từ Internet để chúng ta chuẩn bị cái môi trường cài đặt, sau đó chúng ta cài đặt. Rồi trong khi cài đặt thì chúng ta phải theo dõi và chúng ta có nhiều khi phải tương tác với cái phần mềm cài đặt để cung cấp những cái thông tin trong quá trình cài đặt. Và cuối cùng thì chúng ta phải hoàn thành cài đặt, ví dụ như là một số các yêu cầu các cái phần mềm chúng ta nó yêu cầu chúng ta phải reset lại toàn bộ máy chẳng hạn, ví dụ thế. Thì lưu ý rằng là các thầy cô nên cho học sinh chỉ định cho học sinh những phần mềm để thực hành cài đặt, vì nó cài đặt linh tinh thì sau này chúng ta khổ, chúng ta phải gỡ bỏ trên cái máy tính của phòng thực hành. Thế đối với cái nội dung cài đặt hệ điều hành máy tính ấy, thì có thể nói đây là một cái bài thực hành tương một cái nội dung thực hành là khá là xương sở, là vì cài đặt hệ điều hành là nó thay đổi cái môi trường làm việc và do đó thì nó có thể gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến máy tính. Và nhưng mà có một số vẫn có một số nội dung tôi phải làm, với đôi khi học sinh cũng phải làm những chuyện như này thì học sinh cũng nên được phải thảo luận để biết rằng cái nguyên nhân nào khiến chúng ta phải cải thiện hành, và còn phải phân biệt là khi nào cài nâng cấp, khi nào cài mới. Rồi là tôi cũng tin rằng các thầy cô đã từng cài đặt hệ điều hành và cũng thấy là rất nhiều thứ bất cập nếu chúng ta dùng cái nội dung này để thực hành. Cái bất cập thứ nhất ấy, tức là các thầy cô có một phòng thực hành và khi cài đặt, nếu chúng ta không cài theo kiểu kép hay đường kép đi bước bút ấy, thì rất có thể là chúng ta sẽ gây phá hủy cái môi trường thực hành, mà chúng ta không không thể dễ mà chúng ta lặp lại để cho các cái buổi thực hành khác của các nội dung khác. Đây là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là thường thì các thầy cô có thể là dùng các phần mềm cài đặt của Microsoft, thì thường nó là có bản quyền, và bản quyền thì bao giờ nó cũng cung cấp cho chúng ta một cái product key, và product key này chúng ta phải gõ đúng thì nó mới kích hoạt hệ điều hành làm một cách đầy đủ, và với cái kích hoạt đó thì chúng ta mất quyền bằng mất cái bản quyền đó, chúng ta không cài đặt lại không được. Đấy là cái khó khăn. Thế và thế và đó nữa là giả sử chúng ta có điều ấy thì chúng ta có sẵn sàng trả một số tiền để mỗi lần để thực hành tốn kém hay không. Điều thứ ba tức là cái phần mềm cài đặt chính thức của Microsoft nhiều khi nó đòi hỏi chúng ta rất nhiều cái điều kiện. Tôi nhớ rằng khi mà bắt đầu có Windows 10, Windows 11 thì thường là nhận được cái thông báo báo là chúng tôi đã sẵn sàng nâng cấp cho bạn Windows 11, đề nghị bạn bấm vào đây để chạy để xem máy tính của bạn có thể cài đặt được không. Và đôi khi thì chúng ta nhận được câu trả lời là máy tính của bạn không cài đặt. Thế thì các máy tính của phòng thực hành tôi cũng tin là cũng không đủ, không không phải là chỗ nào cũng đủ mạnh để chúng ta có thể cài đặt được. Có thể thiếu RAM, có thể không đảm bảo cái chuẩn TPM 2.0, có thể không đảm bảo cái chuyện nội truyền kỳ phân tử, tóm lại rất nhiều cái lý do khiến chúng ta không cài đặt được. Thế thì chúng ta thực hành kiểu gì? Và đôi khi lại có những cái yêu cầu nó cũng không phải là phức tạp lắm, nhưng mà rất phiền phức. Ví dụ như cài đặt xong yêu cầu chúng ta phải tạo ra một cái tài khoản Microsoft Online thì đối học sinh tạo xong Microsoft Online rồi sau này nó là đi đi kèm theo cái email của họ nữa. Nhiều năm sau quay lại chả còn nhớ là nhiều khi nó đòi hỏi cái tài khoản này thật, thì mình nhớ là thời xưa đã từng làm bây giờ quên mất chẳng, có rất nhiều chuyện như vậy và nó có thể đòi hỏi những cái chuyện khác nữa không quá cần thiết, ví dụ như là anh ở tổ chức nào hay là múi giờ của anh là cái gì rồi là cái format thời gian, tóm lại thế. Thế thì vấn đề của chúng ta là thế này, khi mà đã phải viết một cái bài thực hành thì chúng tôi cũng phải rất là mất công để tìm cái giải pháp sao cho nó phù hợp với các thầy cô và các em học sinh ở cái trường phổ thông với cái phòng máy có thể không quá mạnh. Tôi nghĩ rằng là trước hết thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải chuẩn bị một số đĩa 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 cứng rời, và sau đó thì tất nhiên là có thể mất tiền, nhưng nếu không ấy mà
cài đặt trên chính các cái máy tính đang thực hành thì rất bất cập. Chúng tôi chỉ có thể làm giảm nhẹ những cái việc đó bằng cách là tạo ra một cái bài thực hành nó rất khả thi cho thầy cô. Thì cái giải pháp của chúng tôi là thế này, phải chúng ta tự tạo lấy cái bản cài đặt. Và khi tạo lấy bản cài đặt thì chúng ta sẽ cấu hình cái bản cài đặt để bỏ qua các yêu cầu khắt khe về phần cứng về bảo mật. Chúng ta cấu hình để cái việc cài đặt này không đòi hỏi phải đăng ký tài khoản online của Microsoft cũng như không phải khai báo một số thông tin ít quan trọng. Thế thì giải pháp của chúng ta là gì? Thì nó liên quan đến một cái câu chuyện gọi là, và chúng tôi đưa vào cái nhiệm vụ thực hành đầu tiên của cái thực hành này chính là tạo cái bản cài đặt từ cái bản ISO image của Microsoft. Tôi không rõ là các bộ sách khác thì có làm như vậy không. Nhưng mà chúng tôi đưa ra cái nhiệm vụ đầu tiên trong thực hành là tạo cái bản này. Thì để tạo bản này thì chúng ta phải lấy một cái, chúng ta phải lấy một cái tệp gọi là ISO image của Microsoft. Thì xin đoán các thầy cô thế này, tức là giải thích thêm một chút về cái ISO image. Thì thuở xưa khi mà chúng ta cài đặt phần mềm lớn, nhất là máy tính, nó khi thời xưa nó rất là kém, nó chỉ có cái phương tiện là đĩa mềm với cái dung lượng cao nhất là 1,2 GB, thì những cái phần mềm lớn cỡ lớn thì người ta buộc phải để trên đĩa CD. Thế và người ta tạo ra một cái định dạng như này. Ví dụ tôi cài đặt hệ điều hành thì người ta sẽ cài đặt chuẩn cái hệ điều hành ấy trên một cái trên đĩa cứng. Thế thì cái hệ điều hành ấy nó sẽ cái bản cài đặt hệ điều hành nó, người ta chép lấy toàn bộ cái phần cài đặt của nó trên đĩa cứng theo cái thứ tự của các cái sector một cách tuyến tính, không quan tâm đến cấu trúc thư mục của nó. Ví dụ hệ điều hành Windows con này là cứ chép lần lượt tất cả cái đó, xong lập tất cả cái đó theo thứ tự thì tải vào một file duy nhất và tuyến tính. Thế toàn đối với đĩa CD thì ở trong đĩa CD thì nó không có cấu trúc về các cái track đồng tâm hay là các sector, mà nó sẽ ghi trên một cái đường sắt cho nó. Thì người ta trải toàn bộ cái ban ấy, mà khi chúng ta ghi cái hệ điều hành ở trên đĩa cứng ấy, đó chính là cái ảnh đĩa, đấy là chính là cái ISO image, cái cấu trúc mà người ta chuyển từ toàn bộ cái đó thành một file tuyến tính, đấy chính là cái chuẩn gọi là ISO image, tức là ảnh đĩa. Thì người ta ghi cái ảnh đĩa này vào cái đĩa CD theo cái thứ tự của cái đường xoắn ốc ấy. Thì khi ghi ấy thì cái chuẩn file đó nó gọi là bản cái chuẩn ISO image. Sau này chúng ta muốn cài đặt thì người ta chỉ cần tải trải ra, và người ta khi cài đặt người ta cũng không quan tâm đến cấu trúc thư mục, bởi vì khi trải ra nó chính xác. Thế thì khi mà Microsoft cho không chúng ta sử dụng ISO, tức là chúng ta không vi phạm bản quyền. Còn cái việc mà chúng ta làm bản cài đặt thì là việc của chúng ta, không cài đặt nên là chúng ta tùy. Thì rất may là có một cái phần mềm tên là phần mềm Rufus, là cái phần mềm mã nguồn mở, nó cung cấp cho chúng ta một cái cách tạo bản cài đặt từ ISO image. Như vậy chúng ta không vi phạm bản quyền. Thế thì đây là cái giao diện của cái phần mềm ISO ở phần mềm Rufus. Thì chúng ta cần tải cái chúng ta cần phải chuẩn bị một cái thẻ nhớ, chúng ta có thể format để trắng và chúng ta đặt cho một cái tên. Ví dụ như ở đây thì tôi đặt tên nó là ISO Window, và chúng ta cắm vào cái ổ nhớ một cái thẻ nhớ. Chúng ta xem cái dòng thứ nhất về device đấy, thì các thầy cô có thể đặt tên nó khác, ví dụ như là bản cài đặt Window hay là cái gì đấy, hay là Window 10, Window 11, đấy là tên. Nhưng khi mà chúng ta đưa vào máy thì nó sẽ nhận dạng rồi xem một cái tên đĩa logic, ví dụ ở đây là up là lẽ, và nó có thể một cái dung lượng của 16 GB, thì cái 8 GB đã đủ rồi, nhưng tôi để 16 GB thì càng tốt. Thế xong chúng ta để nó vào cái thư mục và chúng ta tải cái bản ISO image lên website của Microsoft, chúng ta tải vào một chỗ nào đó. Thì trong dòng thứ hai, chỗ boot selection ấy, chúng ta bấm vào chỗ select, thì bấm select thì nó cho chúng ta row để tìm ra cái thư mục, chỉ ra cái thư mục, và từ cái thư mục thì chúng ta chỉ vào cái thư mục và chứa cái tệp ISO, ví dụ tệp có tên là UIN 11 gạch ngang 22H2 64 version 2 ISO chẳng hạn. Thì sau khi tôi làm xong hai cái điều này, chỉ ra thẻ nhớ nào, thẻ USB nào và nó nằm ở đâu, ở cái ISO biết nằm đâu, thì chúng ta bấm vào cái start. Những cái chỗ khác chúng ta có thể bỏ qua thì nó sẽ làm tự động.
thì chúng ta cho chạy, thì trong quá trình chạy chúng ta một lúc nào đó chúng ta sẽ được nhận được một cái bản, một cái giao diện tùy chỉnh, một cái cửa sổ tùy chỉnh có 6 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là nó hỏi rằng là nó đánh dấu sẵn là tôi bỏ đi cái đòi hỏi 4 GB nhé, tôi cũng bỏ qua cái việc kiểm tra cái CQ boot và TPM 2.0 nhé, thì chúng ta chẳng phải làm gì, đồng ý. Bởi vì đây là cái thứ mà cái phần mềm chính của Microsoft nó hay gây sự, nhiều khi không đạt tiêu chuẩn nó không cho cài, vì nó yêu cầu để nó chuẩn bị cho những cái nó dự phòng rất là lớn, còn chúng ta không cần dự phòng, ta thực hành. Điều thứ hai là nó hỏi là chúng ta có bỏ cái yêu cầu tạo cái tài khoản online của Microsoft không? Ok, đồng ý ngay. Cái thứ ba là có tạo ra một cái tài khoản quản trị cái hệ điều hành này không? Thế thì bình thường chúng ta phải đánh vào cái tên nào đấy, ví dụ tên admin gì đấy, thì không cần, bởi vì ở đây ấy, chính mình khi chúng đang đang cài đặt đang đang chạy để tạo cái để tạo cái bản cài đặt này thì mình đã có một tài khoản đâu rồi, thì nó lấy chính tài khoản của mình để làm cái tài khoản quản trị, như vậy đỡ phải làm chuyện này. Thế sau đó thì nó hỏi rằng chúng ta có cần phải thiết lập cái các cái option về khu vực không, ví dụ như là múi giờ nào, định dạng thời gian là bao nhiêu, hay là bàn phím kiểu gì chẳng hạn. Thì cũng không không cần, tại vì chúng ta đang làm trên máy tính của chúng ta và máy tính của ta những thứ là được xác định rồi, thời gian nào có giờ không cần, cái này nó để sẵn là không cần. Cái thứ tư là có bỏ đi những cái việc mà thu thập thông tin về mình không, thì bỏ đi cần gì. Và cuối cùng trước đây thì nó có, bình thường thì nó có một cái thủ tục gọi là BitLocker để nó mã hóa các thiết bị ấy, thì nó bỏ luôn đi, không cần phải làm việc này nữa. Và đương nhiên chúng ta đồng ý, và khi đó chúng ta chỉ ok thôi, thì chúng ta sẽ làm được cái đĩa cài đặt. Thì cần nhớ là cái công việc này nó khá là dài, và chúng ta sẽ mất chừng độ khoảng độ tôi nghĩ là phải hơn 20 phút để tạo ra được cái bản cài đặt trên đĩa mềm, trên USB. Sau đó với bản khác thì các thầy cô có thể sao chép một cách bình thường, không phải chạy lại chương trình này, sao chép bình thường thôi. Thế tiếp theo, sau khi đã có cái thẻ nhớ này rồi thì bây giờ là chúng ta cài đặt. Nhưng tôi nhớ là khi mà chúng ta bật máy tính một cái, mà nếu chúng ta không làm gì thì nó lại bật cái hệ điều hành cũ lên. Thế thì chúng ta lưu ý rằng là thực tế thì khi chúng ta bật nguồn để chúng ta khởi động máy tính thì bao giờ nó có một đoạn này. Thời gian đầu tiên là nó chạy một cái phần mềm trong Chrome để nó test thiết bị, nó kiểm tra thiết bị. Sau đó thì nó bật cái logo của nhà sản xuất, ví dụ như là HP hoặc là Dell hoặc là Lenovo chẳng hạn. Và trước khi tải hệ điều hành vào thì nó sẽ có 3 đến 10 giây để chờ xem chúng ta có làm cái gì nữa không, chúng ta có yêu cầu gì. Thì đây chính là khoảng thời gian mà chúng ta cần phải tác động để chúng ta yêu cầu chuyển hướng cài đặt, chuyển hướng bút máy lên cái hệ điều hành đang đặt trong thẻ nhớ của chúng ta. Thế thì nó sẽ bật khi mà chúng ta gõ một cái phím. Ở đây thì cái phím này thì rất là tệ là nó không giống nhau giữa các loại máy. Ví dụ như là có máy thì ấm F2, có máy ấm F8, có máy ấm F12, có máy bấm Escape. Thì để làm điều này thì các thầy cô cần phải tra trong cái Internet ấy, xem cái bút, cái phím để bút các máy tính qua BIOS là nào, là cái phím nào. Thế thì khi mà chúng ta biết rồi, chúng ta bấm một cái thì nó sẽ xuất hiện một cái giao diện rất khác nhau với loại máy, nhưng mà nó về chức năng tương tự nhau, tức là nó chỉ định để chúng ta phải chọn cái nơi để bút. Thế đây thì tôi đưa ra hai cái hình ảnh của hai cái loại máy tính khác nhau. Với máy tính thứ nhất thì các thầy cô sẽ thấy rằng là mình tất nhiên là mình khi mình đưa đĩa vào là mình biết ngay, đưa thẻ nhớ vào biết ngay tên thẻ nhớ rồi. Thì giờ lần thứ nhất thì chúng ta nhìn thấy là SanDisk chính là thẻ nhớ của mình, thì ta bấm con trỏ trượt đến SanDisk. Rồi cái lần thứ hai thì chúng ta sẽ bấm đến cái Memory. Thì đây nó có cái chữ UEFI hay là cái chỗ Legacy ấy. Thì đây là một vài cái chuẩn nó liên quan đến cái cách chúng ta thực hiện cái việc bút như nào, chúng ta không nên quan tâm chuyện này làm gì cả. Thế khi chúng ta bấm rồi thì từ đấy trở đi là chúng ta chờ đợi nó cài đặt thôi, và nếu nó có hỏi gì thì chúng ta sẽ phải trả lời nó theo cái yêu cầu của nó thôi. Thế thì tôi lưu các thầy cô rằng là năm lớp 11
Sách kết nối tri thức cuộc sống thì đã đưa ra một có một cái yêu cầu về của hệ điều hành là yêu cầu nội dung như thế này, tức là giới thiệu hai hệ điều hành, một hệ điều hành thương mại và một hệ điều hành mã nguồn mở, và bên tất nhiên là chúng tôi sẽ hiểu rằng ở đấy thì chúng tôi thực hiện cái đó, và chúng tôi hệ điều hành Windows là chúng tôi dùng đối với trường hợp là hệ điều hành thương mại, còn hệ điều hành mã nguồn mở chúng tôi dùng Ubuntu, tức là một cái biến thể của Linux. Thì chúng tôi nghĩ rằng là các thầy cô nhiều người đã biết Linux là cái gì rồi. Linux nó là cái hệ điều hành có cái độ phổ biến đứng thứ ba sau Windows và Mac OS. Thì còn những hệ điều hành di động, thực chất là hệ điều hành di động chỉ là cũng là biến thể của Linux thôi, như là Android là biến thể của Linux. Nhưng mà thực ra nói đến hệ điều hành mã nguồn mở như thế thì sau này chúng ta biết là những người làm phần mềm, những người làm tin học ấy, thì đều phải biết đến Linux là cái gì, và rất nhiều ứng dụng làm Linux. 1/2/3 số website trên 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 thế giới này là chạy hệ điều hành Linux, và rất nhiều phiên bản là Linux chứ không phải Windows. Và đặc biệt là không có cái và càng ít đối với các hệ điều hành chạy trên Mac. Thế thì ở đấy thì trong sách giáo viên tôi cũng nêu ra cái việc là chúng ta cài đặt thế nào để giới thiệu cho học sinh. Thì lần này trong sách lớp 12 chúng tôi nêu nó ra như là bài vận dụng, bởi vì cách tạo ra cái bản cài đặt trên Ubuntu giống hệt như là cái ví dụ chúng ta. Nghĩa là học sinh cũng tải về cái ISO image, sau đó cũng chỉ dùng chính cái Rufus này, cũng cài đặt luôn trên thẻ nhớ, và thì Ubuntu nó còn tiện hơn là sau đó chúng ta chạy luôn trên cái thẻ nhớ, không cần phải chạy, có thể chúng ta không cần cài đặt vào đi cứng, chạy luôn trên thẻ nhớ cũng được. Thì đấy là cái nội dung của cài đặt hệ điều hành. Bây giờ tôi chuyển sang cái mục cuối cùng là cái mục đảm bảo an toàn dữ liệu. Thì tôi tin rằng là cái bài này thì không không có gì đặc biệt của thầy cô, có một số các nội dung các thầy cô phải cho học sinh thảo luận, ví dụ như thảo luận nguyên nhân, tức là đầu tiên thì chúng ta có thể là chúng ta khởi động bằng một cái việc là cho học sinh nghĩ hiểu cho học sinh nêu lên cái trải nghiệm của họ hoặc là một ai đó về mất dữ liệu nó sẽ xảy ra như thế nào. Thì sau đó chúng ta cho học sinh thảo luận các nguyên nhân gây mất an toàn dữ liệu như là phần cứng, sự cố hệ thống, lỗi người dùng, rồi hay là tấn công của các mã độc như thế. Rồi học sinh có thể thảo luận các cái hậu quả như là mất dữ liệu, mất thời gian, công sức, tiền của để khôi phục dữ liệu mà nhiều khi cũng chẳng khôi phục được, rồi danh dự, rồi là thất thoát những cái dữ liệu nhạy cảm mà ngày nay chúng ta thường thấy, hay là việc thất những cái nhạy cảm thì gây mất uy tín và danh tiếng, nhưng mà còn có những cái việc khác ấy. Thì cái việc mà gây mất dữ liệu có thể làm cái hoạt động, nếu như chúng ta không cẩn trọng và do chúng ta phải lỗi về các quy trình thì đấy rất có thể là một cái việc vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý. Tiếp theo thì trong phần thực hành ấy thì chúng ta sẽ có trong trong bài này chúng ta có một phần lý thuyết để cho học sinh thảo luận những khía cạnh đó. Có cả những khía cạnh như là chúng ta gợi ý cho học sinh việc nêu ra các biện pháp bảo đảm an toàn dữ liệu. Thì trong đó có những cái biện pháp về tổ chức, đó là chúng ta phân quyền sử dụng dữ liệu, nhưng mà không không kém quan trọng, tức là phải làm cho người dùng hiểu được các vấn đề và các kỹ năng về an toàn dữ liệu. Còn các biện pháp về kỹ thuật thì nó có rất nhiều thứ, ví dụ như cập nhật hệ điều hành để vá những cái lỗ hổng bảo mật, hay là mã hóa dữ liệu để chống thất thoát, hay là giám sát hệ thống. Nhưng quan trọng nhất mà cái nội dung thực hành thực hiện trong cái bài này đó là chúng ta cần phải sao lưu dữ liệu. Thì hiện nay có rất nhiều phần sao lưu dữ liệu, có cả miễn phí lẫn cả phần mềm thương mại. Và thông thường những phần mềm tốt ấy, thì bao giờ nó cũng cho miễn phí ở mức độ rất đơn giản, sau đó thì anh dùng một thời gian sau quen thì yêu cầu là nâng cấp phải mua. Thế thì như thế thì cũng cũng bất tiện trong cái phần thực hành này, thì chúng tôi sẽ có những giải pháp riêng của mình. Thế ngoài ra thì với cái miền bảo đảm an dữ liệu thì có những vấn đề về cái kỹ năng của cá nhân trong khi sử dụng máy tính nữa, thì điều này thì chúng ta đã nói từ những cái năm trước rồi.
Thế nội dung thực hành phần mềm sao lưu của khôi phục dữ liệu thì trong sách kết nối tri thức cuộc sống chúng tôi dùng hai phần mềm. Sở dĩ chúng tôi dùng hai phần mềm đó là chúng tôi sẽ giải thích lý do sau đây, ngay sau đây. Phần mềm thứ nhất tức là chúng tôi dùng ngay tiện ích của Windows là cái tiện ích History. Tiện ích này có trong Windows 10 và Windows 11. Thế thì cái cách làm của nó là như này, chúng ta sau khi chúng ta gọi cái tiện ích là chúng ta thiết lập là những thư mục nào sẽ được giao lưu, thì nó cho đầu mặc định của nó là tất cả, sau đó chúng ta loại trừ những thư mục nào đó không giao lưu, loại trừ ổ đĩa rồi loại trừ thư mục không giao lưu. Thế sau đó thì chúng ta định ra định trình thời gian là cái chu kỳ giao lưu là 15 phút hay 1 tiếng hay 1 ngày, thì các thầy cô có thể đoán được là cái lối giao lưu này dùng cho cái gì đấy. Lối giao lưu này thì không tiện cho, không phải dùng cho cá nhân mà dùng cho những hệ thống phục vụ nhiều người, nó cần rất là an toàn mà làm tự động. Ví dụ một cái website hay là một cái phần mềm quản lý thì cứ ví dụ như cứ 1 ngày là tự động nó giao lưu tạo thành nhiều bản khác nhau nhé. Và khi nào vì chúng ta nhớ rằng là nếu nó đã hỏng thì cái bản giao lưu cũng hỏng, và do đó chúng ta cần khôi phục từ cái bản trước đó. Cho nên trong trường hợp đó mà chúng ta giao lưu và giao lưu cứ là giao lưu giống hệt nhau một bản là chúng ta thất bại. Do đó cái hành vi giao lưu kiểu này là sanh vi cho hệ thống, thì học sinh cần biết là có những hoạt động giao lưu hệ thống, các hệ thống ứng dụng. Còn một cái loại giao lưu khác mà chúng tôi nêu đây là giao lưu là đồng bộ hóa, là chúng tôi dùng công cụ đám mây. Ngày nay thì đám mây càng ngày càng quan trọng. Thì ta nhớ rằng lớp 11 thì sách kết nối tri thức cuộc sống đã có cái các cái bài thực hành về chia sẻ dữ liệu dùng Google Drive. Thì bây giờ thì để đồng bộ hóa thì chúng ta sẽ phải cài đặt cái phần mềm Google Drive vào máy tính của chúng ta. Tại sao phải như vậy? Bởi để chúng ta khi mỗi lần chúng ta có soạn thảo hay sửa đổi cái gì trên máy tính chúng ta thì mỗi khi kết nối internet thì nó tự động nó chuyển cái đó, nó cập nhật trên 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 đám mây. Chứ còn nếu mà chúng ta thì chỉ có đám mây không mà không có phần mềm cài đặt máy tính thì việc nó sẽ không làm được. Thế thì cái Google Drive này với cái đồng bộ này thì nó làm cho cái bản ở máy tính với bản trên trên đám mây là hoàn toàn như nhau. Sửa trên đám mây thì nó sẽ sửa lại trên máy tính. Ví dụ chúng ta dùng một máy tính khác và chỉnh dữ liệu trên đám mây thì nó sẽ đồng bộ trở lại trên máy tính của mình. Và ngược lại trên máy tính của mình thì sửa thì nó sẽ đưa lên đám mây. Được. Thế thì như vậy là thế là cái loại này cái cách bảo vệ dữ liệu này, giao lưu dữ liệu này thì thực ra rất tiện cho cá nhân. Rất tiện cá nhân. Vì đây thì để chúng ta có thể làm bất cứ nơi nào. Thế một số cái phần thứ hai thực hành là bảo một số công cụ bảo vệ dữ liệu thì nó có một số các chi tiết sau đây. Thứ nhất là chương trình có yêu cầu là các phần mềm chống mã độc, thì tôi cũng nghĩ rằng đây là một cái điều gì đó nó hơi bất cập, là vì thế này, nội dung này đã được nêu ở trong sách lớp 10. Và đối với sách kết nối tri thức cuộc sống chúng tôi trước đây chúng tôi cũng đã dùng một cái phần mềm của hệ điều hành tức là Defender để học sinh không phải quan tâm gì, không phải cài đặt cái gì cả. Một số bộ sách khác họ có thể yêu cầu phải cài đặt Kaspersky hoặc BKV, nhưng chúng tôi cũng nghĩ là với nội dung ta không cần, không ở lớp 10 không có cài đặt gì cả. Lớp 10 chúng ta sử dụng công cụ, mà không những thế cái Defender nó không những là quét mã độc mà nó thực chất nó còn là một cái firewall, nó kiểm soát những cái giao dịch không an toàn từ ngoài vào trong. Thế và nếu vậy thì bây giờ nói một cước công cụ bảo vệ dữ liệu lại nói chuyện chống virus nữa, thậm chí là firewall thì thực ra là hơi bất tiện. Tuy nhiên thì vì chương trình đã như vậy rồi thì chúng tôi cũng cho học sinh một khả năng khác, tức là có thể cài đặt một cái phần mềm. Thì trong đó chúng tôi dùng cái phần mềm Avast. Tôi tin rằng nhiều thầy cô biết cái phần mềm này, nó cũng gọn nhẹ và nó có phần miễn phí của nó. Còn dĩ nhiên là nếu mà đã chúng ta đã cần đến 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 cái phần firewall của nó thì chúng ta phải mua. Thế thì trong cái bài thực hành về cài đặt vỡ bỏ phần mềm thì chúng tôi yêu cầu chúng tôi cho thực tinh thực hành trước luôn cái cài đặt phần mềm này. Vậy thì đến đây ấy, nếu mà chúng ta cho cài đặt và gỡ bỏ tính sau ấy, thì chúng ta hãy cho cài đặt xong thì chúng ta sẽ đến bài này chúng ta cho họ thực hành luôn cái chạy phần mềm như thế nào luôn, như thế nó tiện nó đỡ công sức cho thầy cô. Thế cũng có một cái nội dung khác là nén và mã hóa dữ liệu. Thế thì tôi cũng không hiểu là đây có một cái nhầm lẫn gì không, khi mà chúng ta hiểu rằng là
Mã hóa dữ liệu thì là công cụ bảo vệ dữ liệu, nhưng nén dữ liệu thì không. Nén dữ liệu thì mục đích của nó khác. Tuy nhiên thì có một cái mối liên hệ ở chỗ là nếu chúng ta tự tự backup dữ liệu thì cái khối lượng dữ liệu backup có thể là lớn, thì nén có thể là quan trọng. Thế và phần mềm mã hóa cũng có rất nhiều, thì thôi dùng một phần mềm nào đó mà nó vừa mã hóa vừa nén được thì tốt hơn. Và vì chính vì lỗi đó mà chúng tôi giới thiệu phần 7-Zip. Cái phần mềm zip cũng là phần mềm mã mà đúng những cái gì theo cái phong cách của sách kết nối tri thức cuộc sống là cố gắng dùng mã mở để vừa miễn phí vừa dễ dàng vừa được nâng cấp liên tục. Thế thì phần mềm 7-Zip này cũng được nêu ra trong ví dụ trong cái bài đầu về cài đặt và gỡ bỏ dữ liệu để cho học sinh sau này biết rồi thì có thể làm luôn. Thì đấy là những nội dung liên quan đến bài thực hành bảo vệ dữ liệu. Vậy thì tôi đã trình bày xong các thầy cô hai cái nội dung của chuyên đề 1 và chuyên đề 2, chuyên đề 12 1 và chuyên đề 12 đối với định hướng kết nối tri thức, đối với định hướng tin học ứng dụng của bộ sách kết nối tri thức cuộc sống. Trong chiều nay thì các thầy cô sẽ được nghe thầy Thứ. Thầy Thứ là một chuyên gia về lĩnh vực phân tích dữ liệu. Thầy là Đại học Kinh tế Quốc dân, có một cái bề dày kinh nghiệm làm các cái dự án phân tích cho cả Liên Hợp Quốc, và đó là cái lý do mà chúng tôi quyết định mời thầy viết cái phần này. Thì đấy là một cái nội dung tương đối là khó, bởi vì tôi cũng không nghĩ là lại những vấn đề về kiểm định giả thuyết hay gì đó lại trở về lại đưa về đến cho học sinh hay là phổ thông. Đó là những vấn đề mà cần phải hiểu khá là sâu sắc. Tuy nhiên là chúng ta khi học thì chúng ta chỉ biết là nó làm được cái gì rồi thôi, nhưng mà để hiểu ý nghĩa của nó thì cũng là một cái nội dung tương đối khó để học sinh. Thế chiều nay thì thầy Hà cũng sẽ tiếp tục các thầy cô với các chuyên đề liên quan tới định hướng về khoa học máy tính. Thì thầy Hà cũng là một chuyên gia về cài đặt. Có thể nhiều thầy cũng đã biết đến thầy Hà với cái ứng dụng về lập thời khóa biểu TBK 5.0 đã được nhiều ngàn trường sử dụng. Thì đấy là những người mà sẽ làm việc tiếp với thầy cô chiều nay. Xin cảm ơn các thầy cô đã theo dõi. Chúc các thầy cô sức khỏe và thành công.